Yo, chào các bạn nhé. Đến ngày này nay thì thợ ở bên mình có nhận được một số cưa đấy, trong đó có các cưa tay cột và một số cưa khác đấy. Thì có một bác gần cái khu đô thị ở đây thì bác chuyên làm về cưa cây to đấy, thì tiện đây là chỉnh hộ bác vì ngày xưa là cũng mua các cái dòng cưa này của bên mình nhá, rồi mua dòng cưa này của bên mình đấy, có Husqvarna bên mình, nên tiện đây thì mình sẽ giới thiệu luôn các bạn nhé. Đấy, thì nhiều bác hỏi thì cũng tiện giới thiệu luôn là cái ốc để chỉnh cái nhớt nhá. Cái mà để chỉnh cái nhớt á, ốc mà để chỉnh cái nhớt nó ra khỏi cái lam để bôi trơn lam để mà cưa đấy. Thì các bác nhìn kỹ này nhá. Đây nhìn này kỹ này. Đây nhá. Cái con này thì nhớt đã chỉnh rồi nhá. Đây nhá, các bác nhìn nhá. Đây nhá. Ở đầu đây là nó có này, đây nhá. Nó có cộng trừ đây nhá, các bạn nhìn chưa? Nhìn rõ chưa? Đấy, nó có cộng trừ đây nhá. Đây, các bác nhìn rõ này. Đây. Để đấy. Ở đầu đây nó có cái cộng trừ nhá, nhìn chưa? Cái cộng trừ đây nhá. Đây này. Đây nhá. Đấy ông bác ấy quay để sáng mọi nhìn nhá, đây nhá. Nó có cái cộng trừ đây nhá. Đấy chúng ta nhìn chưa? Có cái dấu cộng trừ như này. Đấy. Thì chúng ta vặn ra đằng trước, vặn đằng trước thì tức là cái nhớt nó sẽ ra lam ít hơn, tức là trừ. Còn là sau là chúng tăng lên. Khi chúng ta làm nhiều trong các cái môi trường khác nhau mà chúng ta thấy máy nó đưa lam nó xít. Đấy. Hoặc chúng ta muốn nó trơn tru hơn, bốc hơn thì chúng ta vặn cái dấu cộng về phía dấu cộng này nhá. Cái dấu cộng như này nhá. Các bác ấy, các bác lật cái máy lên, máy úp bên này nhá. Thì các bác lật cái máy lên. Lật cái máy lên nhá. Lật cái máy này nó sẽ nằm ở dưới này. Đấy, đôi khi là nó bị mờ hết đấy, đôi khi nó bị mờ hết đấy. Chúng ta thấy rõ này, đây, đây. Chúng ta thấy chưa? Đây nhá. Đấy, quay cho các bạn xem nhá. Đấy. Xem mình cái nghiêng máy này. Nhá. Đấy, đây nghiêng máy này nhá. Các bác nhìn nhá. Đấy, nó có dấu cộng và dấu trừ nhá. Rang trước thì giảm dần mà cộng thì giảm dần, chúng ta việc cho ở đây. Đây nha, chúng ta nhìn này, chúng ta để ý nhá. Đây nha. Đấy. Đây là có con ốc này. Nhìn rõ chưa? Đây con ốc này nhá, quay cho các bạn nhìn rõ này. Nó kia hơi tối một chút. Đây nha. Các bạn nhìn con ốc chưa? Đấy. Trong là có con ốc đấy chưa? Nhìn chưa? Đấy, ốc đây nha. Đấy. Thì chúng ta chỉ được cho cái vít ở đây đây, chúng ta bạn đây đây này. Đấy. Chúng ta vặn chiến lên đằng phía trước nhá, chiến này chúng ta. Đấy, chúng ta nhìn chưa? Đấy. Chúng ta vặn lên phía trước là trừ đi. Nó nhớt ít ra hơn nhá. Đấy, các bạn lên phía trước này. Đấy. Đấy, chúng ta vặn lên phía trước này thì ít ra hơn nhá. Đấy nhá. Thấy chưa? Nếu muốn ít chúng ta vặn ngược lại này, vặn ngược lại này nhá. Đấy, các bạn nhìn nhá. Ok chưa? Đó. Thế thì các bác có những câu hỏi vặt nào, câu hỏi nhỏ nào, và nhất là những các bác mà mới sử dụng máy lần đầu thì các bác hãy comment nhá, ghi xuống phía dưới video này. Ghi xuống phía dưới video này hỏi cái câu hỏi gì đó ghi xuống phía dưới. Thì đôi khi trong cái thời gian là thợ bên mình đấy tiện sửa máy hoặc bảo dưỡng máy cho khách, thì tiện là cái câu hỏi nào thì mình sẽ làm một cái video về cái lỗi nhỏ đấy để cho các bạn tiện cập nhật, để tiện theo dõi đó. Thì các bác cứ bình luận ở phía dưới video nhé, để mà cái việc các bác bình luận như vậy thì các bạn bình luận như vậy thì bên mình sẽ biết là tiện lúc nào, thì bên mình sẽ làm một cái video nhỏ nhỏ đấy cho tiện cho các bạn. Đấy, để tiện hơn thì các bạn hãy ấn quả chuông bên tay phải nhé, ấn quả chuông bên tay phải để sẽ đăng ký mỗi lần mình có một cái video mới, và các bạn thợ bên mình có một cái video mới để sẽ cập nhật ở trên cái kênh để cho các bạn tiện theo dõi. Hoặc như thỉnh thoảng các bạn có mua đồ đấy, mỗi tháng thì bên mình sẽ có một số các cái đồ khuyến mại hoặc phụ tùng khuyến mại, để biết đâu các bác cần thì khi cần các bác sẽ tiện gọi điện và lấy luôn. Có những bác là cũng không chú ý cái này, là cái video nó trải qua tầm 6 tháng 7 tháng 3 4 tháng mà vẫn gọi đến mà cái đồ đấy hết rồi, nên rất là tiếc. Đấy, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn.